Trấn Thành đổi mưa lỗi nước dự ra mắt phim. Tối ngày 29 tây tháng 8, vợ chồng Lý Hải hot girl Sam diễn viên Miyu cùng nhiều nghệ sĩ không ngại trời mưa tầm tã tới ủng hộ phim Nắng. Trấn Thành đến đúng lúc mưa nặng hạt. Trấn Thành giản dị đi dự sự kiện điện ảnh, anh rất vui khi gặp cô bé mũm mĩm Kim Thư đóng cùng mình trong phim Nắng. Bố mẹ Trấn Thành tới chúc mừng con trai có vai diễn mới trên màn ảnh rộng. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà trốn 4 nhóc tỳ đi dự sự kiện cùng nhau. Thời tiết Sài Gòn cuối tháng 8 hay mưa lớn vào buổi tối. Sau khi đi hết thảm đỏ đầy nước, Minh Hà cẩn thận chỉnh sửa trang phục cho ông xã. Cặp đôi mặc tông sùi tông xanh nhạt. Ngoài ca hát, Lý Hải hiện là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên được nhiều khán giả yêu mến. Vợ chồng anh luôn có mặt trong các buổi ra mắt phim để ủng hộ đồng nghiệp và học hỏi rút kinh nghiệm làm phim ngày càng tốt hơn. Hot girl Sam lộng lẫy với váy dài quét đất cũng chấp nhận đội mưa đi xem phim. Thiết kế cổ yếm giúp người đẹp khoe vẻ gợi cảm trước ống kính. Kelly Nguyễn sexy trong bộ cánh sẻ vạt trễ ngược sâu. Sam và Kelly là những hot girl đời đầu vẫn được nhiều khán giả yêu mến. Hai cô gái chơi rất thân với nhau. Diễn viên Bá Cường ga lăng che ô cho cô bạn gái xinh đẹp Miyu. Tiến Luật bế con trai hối hả chạy trốn cơn mưa. Vợ chồng Thu Trang Tiến Luật đưa cả con trai cưng đi ra mắt phim. Vợ chồng Hoàng Bách Tịnh Tứ bên nhau. Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách luôn quấn quýt không rời. Sau nhí A Bù và cô bé mũm mĩm Kim Thư đóng trong phim Nắng. Diễn viên Thịnh Vinh của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Diễn viên nhí Trọng Khang. Cậu bé có điệu nhảy lắc bụng rất ấn tượng Putin. Kiều Minh Tuấn chăm sóc cho con trai của Cát Phượng chu đáo. Diễn viên Kiều Minh Tuấn thân thiết với bé Bơm, con trai của nghệ sĩ Hà Cát Phượng. Trịnh Thăng Bình không ngại thời tiết vẫn đi dự sự kiện điện ảnh. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Diễn viên Hà Diệu Nhi. Việt My nép sát vào người bạn nhưng vẫn bị ướt. Ca sĩ Việt My đi cùng một người bạn. Diễn viên Nam Thư bị bõm lợi nước trên thảm đỏ. Diễn viên Nam Thư cũng đội mưa đi xem phim. Người mẫu Trương Mỹ Nhân. Trương Mỹ Nhân cũng bị mắc mưa khi đi xem phim mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!